Rồi, em chào các bạn ha. Rồi, chào bạn Nhật Thánh Đế, chào bạn Hà Thành ở bên YouTube. Rồi, chào các anh chị em có mặt ở đây. Thank you.
Rồi, để bắt đầu trả lời cho các bạn ở trong bên YouTube à, thì tôi trả lời trước trước khi chúng ta đi vào để cho một số anh em cộng đồng tí xíu. Bạn khởi nghiệp không đồng là bạn muốn là phân tích thị trường tuần tới thì bạn muốn phân tích thị trường gì? Thị trường vàng hả? Vàng và thường trái, ok. Đợi tôi xíu ha. Có bạn bên YouTube hỏi là có cách nào trade để không mất vốn, có cách trade không vốn nữa về vậy, vậy. Bạn nói chuyện coi hài quá, cái về chị nhỏ tóc ngứa cho mẹ đây, không có mất vốn đâu bạn ơi, mất công thôi nha. Cái gì kinh doanh gì nó cũng có rủi ro hết trơn á, chứ không phải là không có đâu, quan trọng là cái mức rủi ro chúng ta chấp nhận được hay không thôi, trong mức phạm vi nào, ví dụ như chúng ta kỳ vọng lợi nhuận bao nhiêu và với cái lợi nhuận đó thì chúng ta chấp nhận rủi ro bao nhiêu, và đương nhiên chúng ta có nhiều cái phương pháp thì cái rủi ro chúng ta nó càng ít hơn. Rồi tôi trả lời lại câu hỏi của bạn là khởi nghiệp không đồng là bây giờ trong cái thị trường trong tuần tới đối với cái thị trường vàng là như thế nào, thì đi chúng ta xem những đầu tuần nè, nếu xem tuần hai chúng ta thấy được cái gì tuần tuần tới nó có mức độ giá khá là sâu rồi rồi tuần rồi nó đổ khá là sâu. Bây giờ chúng ta xét về cái mức độ về tình hình về cái thông tin cơ bản thì chúng ta để chúng ta để chúng ta nhận định vấn đề nha. Cái thứ nhất á, là trong cái tuần vừa qua thì kể từ lúc mà cái dịch corona nó bùng phát và đồng thời nó có một cái sức ảnh hưởng nó khá là nghiêm trọng ha. Tôi mở đồ thị để cho anh chị xem luôn nha. Đây, tôi xem cho anh chị cái màn hình này. Xem màn hình này. Xem màn hình đây nha. Rồi. Rồi chúng ta thấy nè. Thì trong tuần trước á, trong những tuần trước thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái bùng nổ cái dịch ở trên ở Ý, đầu tiên là Nhật và Hàn Quốc, thì lúc này nó sẽ tạo cho một cái đà cái bi quan rất lớn đối với thị trường tài chính thế giới, đặc biệt là trong đó chúng thấy thị trường chứng khoán Mỹ và nó có một mức đổ rất là sâu, thì nó đổ tổng cái lượng đổ vừa rồi á, thì nó mang đến cái thiệt hại cho hầu như cái toàn thế giới gần 3.000 tỷ, cái lượng rất là lớn. Thì nó làm với thông tin đó thì đặc biệt là khi chúng ta thấy là khi tình hình mà nó nắng nắng tí xíu cái vàng thì nó giảm, mà khi mà tình hình nó bất ổn cái thì vàng nó tăng lên trở lại. Do đó trong tuần rồi chúng ta đo thử biên độ, chúng ta thấy rằng trong tuần rồi thì vàng nó đã có một biên độ đổ như thế nào lên bao nhiêu đây, tức là 2.000
2.000 bit. Ở đây tương ứng như là 200 giá luôn ha. Có nghĩa là về giá hiện tại thấp nhất trong từng đòi nó là 1.504, nhưng mà có từng đòi nó đã lên tới 1.700, như là 2.000 bit, 200 giá. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là vàng hiện giờ nó đang nhiều ảnh hưởng, nhiều thông tin, chứ không phải riêng về từ cái đó lại đang nhận chị em ra. Rồi. Vàng thì nó ảnh hưởng nhiều nguyên nhân chứ không phải là nó ảnh hưởng chỉ một ít nguyên nhân đâu. Do đó nó ảnh hưởng đồng thời là gì vậy? Mặt kỹ thuật, cái nhu cầu trú ẩn nè, rồi đồng thời những cái nhu cầu kinh doanh nữa, thì tự chỗ đó nó làm nó tác động vàng khá là nhiều. Thì bây giờ nãy chúng tôi đã nói qua về cái tình hình về cái thị trường vàng trong tuần tới, trong những tuần qua, và đồng thời thì dự báo trong tuần tới. Và trước khi là mình dự báo tuần tới thì chúng ta phải nắm tuần qua. Thì trong tuần qua vào 2 ngày cuối tuần, đó là cái ngày thứ năm và thứ sáu, và đặc biệt là khi cái ngày thứ cuối ngày trong ngày thứ năm, thì trên thị trường chứng khoán nó cũng đã đỏ rất là mạnh. Thì lúc này chính phủ Mỹ đã tuyên bố là sẽ, đặc biệt là Fed cùng kỳ tử Liên bang Mỹ đã tung ra cái gói hỗ trợ có kích thước kinh tế là 1.000 tỷ. Và khi tung ra gói này thì làm cho cái thị trường chứng khoán đó, nó bắt đầu nó có sự tăng trưởng trở lại tí xíu, nhưng sau đó cuối phiên là nó lại tiếp tục nó lại đổ tiếp. Và sau cuối ngày công bố, cuối ngày đó thì công bố lên là 1.500 tỷ chứ không phải là 1.000 tỷ không. Khi cái công bố này đưa ra, tức là gói kích thích này đưa ra, thì để giúp cho các cái doanh nghiệp nhỏ họ có thể kinh doanh và gọi là họ có thêm nguồn vốn vay, nó ở mức độ chi phí vay nó thấp để kích thích kinh tế trở lại, những dạng là kinh tế. Thì đó cũng là một cái lý do làm cho cái chứng khoán Mỹ đồng thời nó có cái sự khởi sắc vào ngày thứ năm, thứ sáu. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là nếu cái gói kích thích kinh tế này nó ra và đồng thời nó đang có cái sức mức ảnh hưởng tốt, thì khả năng là thị trường chứng khoán Mỹ nó sẽ tăng trở lại, hay nói cách khác là vàng khả năng nó sẽ giảm trong tuần tới. Nhưng mà ở chỗ song song nó thì luôn luôn hiện giờ nó đang có một cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất, khi mà cái chứng khoán bắt đầu nó có sự tăng trưởng trở lại, hay đó là nhu cầu trú ẩn của vàng nó giảm đi, thì người ta sẽ tiến hành người ta bán vàng ra. Nhưng mà hiện giờ cái thực sự ra người ta nói là cái việc mà bán vàng ra bằng giảm vậy, có thực sự là đây là một trong những cái giảm kỳ vọng của nhà đầu tư đối với cái lạc quan kinh tế, hay là đây chỉ là những cái gọi là những cái đổi lái, tức là những cái mọc mà họ xả hàng hay không, thì cái đó cũng là một câu hỏi không thể trả lời được một cái chính xác được. Nhưng mà chúng ta phân tích tình hình, chúng ta thấy rằng là cái gói mà cứu trợ của Mỹ tung ra như vậy thì nó có ảnh hưởng đến thị trường vàng, tức là vàng đang giảm cho là gì, cái nền kinh tế bắt đầu nó chứng khoán nó đang tăng trở lại, thì nhu cầu trú ẩn nó giảm đi, họ chuyển qua họ đầu tư các cái giá trị, những tài sản giá trị như chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu chẳng hạn, thì lúc này họ bán vàng ra thì nó làm cho vàng giảm. Thì cái đó là cái mà chúng ta thấy rõ nhất trong tuần rồi ha. Đó, chúng ta lưu ý trong tuần rồi, trong trong tuần rồi và tuần này thì khả năng vàng trong tuần tới khả năng nó sẽ giảm. Nhưng mà trước khi giảm thì đương nhiên là chúng ta thấy là nó sẽ có sự tăng trưởng trở lại, chúng ta phải cẩn thận, chứ không phải là đầu tuần vô mà anh chị có thể là bán tiếp tục đâu ha. Bán tiếp tục đâu đây. Rồi bây giờ nó quay tới chỗ này, tôi sẽ vẽ đồ thị cho anh chị thấy là hầu như là cái đồ thị này nè, anh chị thấy nó cái nền nó hơi tối đúng không, cái nền nó hơi tối và cái cây Fibonacci này nó cũng hơi tối đúng không. Thì bây giờ tôi chỉ cho anh chị cách thao tác để chúng ta làm sao chúng ta có được cái giao diện nó sáng nè, thấy chưa, giao diện nó sáng nè. Ví dụ như đây bây giờ cách nè, cái cách để chúng ta chỉnh sửa cái Fibonacci nè ha. Ví dụ như bây giờ chúng ta vẽ Fibonacci lần đầu tiên, chúng ta cài ứng dụng á, chúng ta cài trong máy tính mình vẽ nó ra, thì tôi nghĩ là cái lần này nó màu vàng, nó điểm là tuyệt màu không có rõ lắm, thì chúng ta chỉnh sửa thông số cho Fibonacci nha. Chúng ta chỉnh sửa, chúng ta click vào đây, thấy chưa, rồi bấm chuột phải, sau đó chúng ta sửa nè, sửa cái màu. Bây giờ chúng ta sửa cái màu này, ha, cái Fibo này màu vàng thì bây giờ mình sửa thành cái màu tối tối một tí đó. Nó mỏng quá mình sửa thành đậm lên cho dễ nhìn. Thì còn ở đây, ở trong cái phần mà đi description này nè, anh chị chỉnh sửa cho tôi nè, anh chị đánh số là phần trăm, phần trăm đô la, phần trăm đô la, phần trăm đô la. Được chưa? Phần trăm đô la. Phần trăm đô la. Trăm đô la. Đó, rồi chúng ta bấm ok. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là không nè, nó hiện lên là cái giá nên lên trên trên cái thanh Fibonacci luôn nè, thấy chưa. Thì bây giờ chúng ta phải lưu ý, thì nãy tôi mới vừa vẽ ra, chúng ta thấy rằng là nếu trong tuần tới khả năng thì dự đoán vàng nó khả năng nó sẽ có điều chỉnh giảm tiếp, thì chúng ta lưu ý mình trước khi giảm khả năng nó sẽ hồi lại ở vùng giá tương đương 1.575, sau đó nó mới nếu tín hiệu lạc quan kinh tế thì khả năng vàng nó mới giảm xuống sâu được. Đó là chúng ta lưu ý trong những cái tín hiệu
trong tuần tới nha, khả năng nó sẽ tăng lên lại. À, chỉnh sửa đen cái, sửa này lại, bỏ đây này đi, chọn động cái. À, đó, thí dụ như khả năng nó sẽ tăng trở lại, và đồng thời gì trước khi nó giảm thì nó sẽ tăng trở lại, nó hồi, nó chạm cái vùng giá là chạm vùng giá là 20, đến là 23.6 này, tương tương ứng với vùng giá là 1575 trước khi nó giảm xuống nha. Rồi đó là cái dự đoán vàng. Rồi tôi quay trở lại, để coi có nhiều anh chị em nào hỏi không, để coi có tình hình có anh chị em nào hỏi không. Rồi ok, tiếp tục. Rồi quay trở lại trong hợp ở bên YouTube thì có bạn hỏi là bạn nói là bây giờ giao dịch không mất vốn, thì thật sự ra thì nói là cũng yếu tố nó đùa với bạn thôi, nhưng mà ở chỗ chúng ta thấy này nè, và một trong những cái yếu tố mà dẫn tới cái hiệu quả để dịch nó thành công hơn, nó hiệu quả hơn, thì một trong những đó là cái lòng tin của nhà đầu tư đối với thị trường. Thì trong đây tôi sẽ nói thế nào là cái lòng tin. Bây giờ thí dụ như anh chị và các bạn đã có một cái phương pháp giao dịch tốt, đúng chưa, thì chúng ta làm sao mà bây giờ tôi lấy ví dụ nè, khi anh chị mới biết thị trường á, thì anh chị đánh cái lệnh, thí dụ như anh chị đánh cái lệnh thực hiện giao dịch demo ấy. Tôi nghĩ là chắc là anh chị vô demo anh chị không không có bị thua đúng không, không có bị thua, hầu như là thành công. Nhưng tại sao khi chúng ta giao dịch thật thì chúng ta là bị thua? Thì bây giờ ở chỗ chúng ta thấy cái sự khác biệt đây là ở chỗ tâm lý. Khi đã giao dịch demo thì chúng ta có thể tổn thất, chúng ta không có sợ mất, bởi vì nó demo thôi, không có mất tiền cả, không có lo lắng gì, không có áp lực tâm lý, đúng không? Và thông thường thì anh chị học cũng sao như thế nào, anh chị thực hiện theo vậy thì anh chị để lệnh hoài, ví dụ như anh chị dự đoán một cái tín hiệu A đó, anh chị đánh hoài đó, tự động là nó gì nó sẽ đạt được mục tiêu, và như vậy thì lúc đó nó sẽ có lãi. Còn đối với thẳng thật thì anh chị khi mà anh chị khi mà anh chị giao dịch đó, thì anh chị sẽ thấy được là nó bị tổn thất, thì anh chị sẽ thấy xót xa, anh chị sẽ phải đi tranh thủ. À, do đó bây giờ là chúng ta thứ nhất là để xây dựng được cái lòng tin giao dịch, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải có một cái phương pháp giao dịch trước cái đã. À, thì phương pháp giao dịch nó bao gồm nhiều thứ, thì đầu tiên chúng ta nói là công cụ đi. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái công cụ, hay có một cái tín hiệu, tức là có một cái tín hiệu dịch nào đó mà chúng ta thấy rằng chúng ta tự tin vào nó. Thì khi mà chúng ta đã có được cái tín hiệu đó mà chúng ta tin tưởng vào nó, thì nói chung nó gia tăng thêm cái lòng tin của chúng ta đối với cái phương pháp giao dịch chúng ta rồi. À, thứ nhất là chúng ta phải có cái lòng tin của chúng ta đối với các công cụ đó. Ok, xin lỗi. Bạn bạn Long, bạn Long có ý kiến gì bạn Long? Ừ? Long có ý kiến gì? Long có ý kiến gì không? Ừ? Rồi chúng ta tiếp tục liên lát, chúng ta sẽ có một cái phần thảo luận sau để tôi nói tiếp ha. Rồi. Rồi bây giờ là ví dụ như công cụ trong tuần trước á, thì tôi đã trong những lần khóa học trước á, thì tôi đã giới thiệu cho anh chị và các bạn cái 10 cái tín hiệu dịch tốt ha. Và với 10 tín hiệu dịch tốt là anh chị cứ kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu đó, và anh chị tính toán cái khối lượng giao dịch, là tính toán mọi thứ để anh chị để, thì khả năng thì chúng ta sẽ duy trì được cái trạng thái đúng mục tiêu. Còn phần đông thì khi chúng ta đã đặt, đặc biệt là một trong những cái mà nó làm cho chúng ta giảm cái sức kiên nhẫn, đó là cái khối lượng dịch chúng ta lớn quá, chúng ta chịu được không nổi. Nghĩa là chúng ta khi mà thị trường nó đi ngược với xu hướng, chúng ta thua lỗ nhiều quá, chúng ta xót xa, chúng ta cắt cắt sâu, lát nữa nó để chạy đúng, thì cái đó nó làm cho chúng ta bị là luôn luôn rơi vào cái trạng thái là bị cuốn theo thị trường. Thì cái đó là một trong những cái chúng ta phải khắc phục. À, cái đó là phải khắc phục thôi. À, do đó để lát nữa tôi sẽ quay trở lại trong cái việc mà tôi sẽ hướng dẫn, tôi sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn cách để chúng ta có cái lòng tin đối với cách xây dựng lòng tin trong giao dịch nha. Tôi xem qua bên YouTube này một số bạn kiến của bạn là đúng hay không, đó là trả lại sao bạn. Bây giờ tôi lấy ví dụ trở lại nè. Như vậy thì bây giờ trước mắt chúng ta sẽ có cái công cụ. Thì trong ở phần trước thì tôi đã chia sẻ cho anh chị và các bạn là 10 cái tín hiệu giao dịch rồi. À, tuyệt vời rồi, 10 mô hình đó nè. Giờ tôi sẽ lướt qua trở lại cho anh chị thấy ha. À, đây, hiện như bây giờ chúng ta sẽ lướt qua trở lại 10 tín hiệu giao dịch mà lúc trước trong tuần trước chúng ta đã xem.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với 10 cái tín hiệu giao dịch trong tuần trước. Rồi, bây giờ là các bạn ở đây. Chưa? Đây là 10 cái tín hiệu vàng trong giao dịch Forex và chứng khoán Mỹ ha. Anh chị và các bạn ở đây, anh chị có thể là xem lại cái này. Ở đây bạn thì có bạn nào hỏi đây nè, bạn hỏi sẵn đây có dịp là bạn hỏi đây, hỏi là bạn Nguyễn Hồng Sơn hỏi là chú hay bị mấy cái ông thầy khác cà khịa lắm đấy chú. Vậy hả? Cái kệ họ, bạn có miệng của họ mà, đúng không? Thì họ muốn nói gì họ nói, quan trọng là bây giờ bạn là những người mà thính giả xem trên mạng, bạn đánh giá được cái vấn đề nào, cái nào có lợi cho bạn thì bạn nghe theo như vậy thôi. Còn họ có quyền họ nói, cái kệ họ, nhiều khi họ làm không được, họ làm không được thì bây giờ họ muốn nói sàm nói xí gì cái đó chuyện của họ thôi, đúng không? Được, còn bây giờ bạn nói là cái áo quân vô địch của chú là gì, đây là bạn biết cái dạng cái áo quân vô địch đúng không? À, bạn chưa biết rằng tôi sẽ cho bạn biết là cái áo quân vô địch nó thế giới nó là cái gì. Thấy không? Đây nè. Đây, đợi tôi xíu nha, tôi sẽ cho bạn biết là cái áo quân như nó là cái gì. Ha. Mất tiêu rồi ta. Để tôi sẽ cho các bạn xem. Tự nhiên nó lại có cái này là sao ta? Nó kỳ, lâu lâu nó cái này nó bị cái trục trặc cái này, nó cũng hơi kỳ kỳ ha. À, đây đây rồi đây, tôi sẽ nói cho bạn biết áo quần nó là cái gì. Đây là cái cuộc thi này, tôi đã tham gia cuộc thi, tức là World Cup Championship, bạn thấy chưa? Bạn thấy được cái cuộc thi này chưa? World Cup Championship, đây đây đúng không? Là đây là một cái giải đấu danh giá nhất, tôi trả lời cho bạn Nguyễn Hồng Sơn này ha. Đây là cái giải đấu danh giá nhất thế giới, trong thế giới Forex, đúng chưa? Và tôi đã tham gia cuộc thi World Cup Championship này năm 2018 đó đó, và bạn có thể thấy được rằng đây là cái kết quả của tôi à, và tôi đã quay năm rồi, tôi đã làm những video ở trên đối với kênh YouTube của tôi rồi, thì bạn có thấy được đây là những quá trình năm rồi, nó vẫn công bố trên tôi ở trên vị trí nó nằm ở trên cái bảng xếp hạng ở đây nè, ở dưới đây nè, năm nay nó không còn nữa. À, thì bạn có thể vào trong cái trang là hoanghongson.com, sẽ có trong cái phần là World Cup Championship, được chưa? Đó, bạn vô cái World Cup Championship thì ở đây bạn sẽ thấy được là gì đây, nó là ví dụ như hành trình đạt giải của tôi nè, được cấp như thế nào vân vân, ha, mà sẽ rõ được thế nào là cấp cá quân. Thì ở đây là cái cuộc thi của World Cup Á quân của thế giới này, ở đây nó là cuộc thi dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thế giới, và để lọt vô cái bảng xếp hạng này thì nó rất là khó khăn. Ở đây là có nè, bạn có thể đăng ký vô tham gia cũng được, ai muốn cảm thấy rằng là tài năng của mình có thì có thể tham gia cuộc thi này để đăng ký, để thể hiện mình ra thế giới, không có vấn đề gì cả đâu. Nếu mà anh chị và các bạn ai đó mà cao cao hạng hơn, ví dụ như tôi đã á quân, anh chị được là vô địch thì anh chị giỏi hơn tôi rồi, không sao cả. Còn nếu mà những người mà họ họ làm không được thì thường thường cái đó là cái tính xấu, cái tính xấu họ làm không được thì họ tào lao thôi, cái chuyện đó của họ, từ miệng của họ mà, đúng không? Và bạn hãy lưu ý là cái đầu óc của mình, để cái đầu óc của mình cho những cái mà nó nghĩ nó sâu xa hơn, cái giá trị hơn, thì bạn sẽ tiến bộ. Còn bạn tập trung vào những cái mà những cái người có tư duy như vậy đó, nó không giúp được cho bạn cái gì đâu, nó làm cho bạn càng ngày càng tệ hơn ha. Tôi quay trở lại, tôi nói nè, trong cái cuộc thi này, World Cup này nè, đã khi mà anh chị và các bạn đó, tham gia đây, nó giúp cho mình rèn luyện được cái bản cái khả năng dịch của mình,
Ngoài ra bạn có cơ hội tham gia vào trong những cái nghề kinh doanh này đó đẳng cấp thế giới. Ví dụ như trong cái trang là World Cup Championship này, bạn vào trong cái phần là Trading Career nè, bạn thấy chưa? Bạn click vào đây. Bạn click vào đây, Trading Career đây. Thì bạn thấy là trong này nè, nó có là Become Advisor, có nghĩa là trở thành một trong những cái người mà cung cấp tín hiệu trên toàn cầu. Và bạn biết rằng để trở thành những người mà cung cấp tín hiệu trên toàn cầu này, nó chỉ có 3 điều kiện thôi. Ba trường hợp điều kiện này mới làm được thôi. Thứ nhất là như gì? Một, những người mà đoạt những cái cúp này, cái cúp World Cup này, Trading này, tức là một trong ba người đoạt cái cúp này thì sẽ trở thành được, nó được mời, nó tham gia được cái vai trò là cái người cho tín hiệu trên toàn cầu. Và thứ hai đó là những người có những cái cuộc thi nào khác, hoặc là những cái giải đấu nào nó danh giá được khác, hoặc là những người có những cái đóng góp chuyên nghiệp chẳng hạn, thì nó sẽ qua những trường hợp này thôi là nó xem xét, nó mời vào trong cái World Cup, trong cái World Cup Advisor. Thì tôi là những người nó được mời vào trong đó sau khi tôi đoạt cái giải Á quân. Đây là cái cúp Á quân này, ví dụ như đây nè, cái thứ hạng của tôi thấy không, năm 2018 tôi đạt giải đây, tôi thứ hạng là thứ hạng gì nè, Á quân, thấy chưa? Rồi ngoài ra ở đây là cái mail nó gửi, nó mời tôi nè, thấy không, cái mail nè, bạn thấy cái mail chưa, click vô cái mail nè xem nè. Đó, cái mail ở đây ví dụ như nó mời nè, đúng không, đây là xem cái mail nè, để thư mời nè, thấy không, hai sơn nè, cho quan tu kê tu ra tu kê tu ra du nè, on the second nè, thấy không, là đạt giải thứ hai trên thế giới 2018, bây giờ cung cấp chăm ship, thư mời của nó, đây là email của nó đó, thì nó gửi thư, nó mời, nó chúc mừng như vậy tôi lọt giải Á quân, được chưa? Đó, rồi còn cái cúp của tôi thì đương nhiên là vậy, thấy là những cúp này, hành trình những cúp này, trong đây cái cúp nó rất là đặc biệt, vậy khó mà có thể ở Việt Nam mình tôi có thôi, cúp đây, hình ảnh cái cúp nó đây ha, anh chị có thể xem cúp nó lớn hơn thà bằng cái ở những cái trang trang khác của tôi, đồng thời vô đây nó đủ hết trơn, có hình ảnh trên cúp nó rõ ràng, xem là cái này đó. Thì quay trở lại ở chúng ta thấy rằng là gì, một trong những cái điều mà cái gọi là cái trader Việt Nam á, tôi không nói cụ thể về ai à, đúng không, đương nhiên là gì, nếu mà chúng ta có cái sự tiến bộ hơn thì tôi giả sử anh chị em nào cảm thấy là mình giỏi hơn, không sao hết, anh chị giỏi hơn là anh chị tốt thôi, anh chị đóng góp được cộng đồng thì đó là điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu giả sử như mà để đã kích người này đã đấu người kia thì thật sự ra nó đấu trường quốc tế, các bạn có tiến tâm được cái gì không, mà nó làm được cái gì, trò trống gì không, thì cái đó hãy suy nghĩ. Tôi không nói cụ thể như người nào, nhưng mà ở chỗ cái đó là một trong những cái dở của những trader chúng ta là gì, làm không được thì đi phá người khác. Mà bởi vì sao, giả sử như bây giờ họ lên mạng họ cà khịa, đúng không, họ cà khịa, nhưng mà giả sử tôi có những cái cơ sở đây, tôi đã tham gia cuộc thi này hầu như ai biết trơn rồi, thì rõ ràng là lúc này những người mà họ biết họ quay trở lại họ nói là ông ganh tị người ta, ông làm không được, ông xấu xa này kia, là cuối cùng là gì, đã kích phá, đã phá người khác, mà trong khi mình không có năng lực thì dẫn tới cuối cùng là mình sẽ là người bị hại đó. Cái đó là nó ở chỗ cái suy nghĩ sâu xa. Còn đối với những anh chị em nếu mà quan tâm, anh chị thấy không phải nói đi nhờ tôi, nhưng anh chị thấy ví dụ như những cái chia sẻ của tôi có giá trị giúp cho anh chị được thì anh chị học hỏi, không thì thôi cũng sao hết à, anh chị có thể tìm ai học, nếu anh chị học đúng người thì anh chị sẽ giúp được con đường thành công chị nhanh hơn, còn nếu không thì nó sẽ lâu vậy thôi à, cái đó cái chuyện đó anh chị phải lựa chọn và chịu trách nhiệm đối với sự lựa chọn của mình nha. Rồi đây sẵn lên chương này tôi chia sẻ cho cái điều đó, còn ở trở lại những ai muốn làm gì đó thì tìm hiểu, còn đây đấu trường quốc tế nào, quốc cấp championship lên đây thi đi, lên đi hay lên đây thi, đây là thứ hạng của ta này, thấy chưa, nó thứ hạng ta đây là thi vô đây để đặt cái nghề kinh doanh này đẳng cấp thế giới này thì vô thi đi, rồi mọi thứ là chứng minh được, chứ còn cứ nói thì nói miệng ra cũng nói được, mà hành động thì cái quan trọng là hành động được hay không thôi nha. Đó là câu trả lời cho bạn Nguyễn Hồng Sơn. Tôi sẽ quay trở lại ở trong cái livestream chủ đề chúng ta là làm sao xây dựng cái lòng tin, thì hồi nãy tôi đã chia sẻ trong cái video rồi, thì bây giờ chúng ta quay trở lại là trong tuần trước á, tôi chia sẻ là 10 cái tín hiệu giao dịch. Đấy chưa? Bây giờ mời anh chị xem là 10 tín hiệu dịch trở lại này nha. Đây. 10 tín hiệu dịch. Thì ở trong tín hiệu này tôi sẽ lướt qua, anh chị có thể xem lại cái video lần trước buổi học Forex trực tuyến đó, anh chị xem lại. Thì chúng ta thấy là tôi sẽ lướt qua lại cái 10 cái tín hiệu này. Cái tín hiệu này là cái tín hiệu Doji, 10 tín hiệu này. Ví dụ như tôi quay trở lại tôi lấy tín hiệu Doji Dow đi cho nó dễ. Đúng chưa? Ví dụ như tín hiệu Doji Dow nè. Có nghe tín hiệu nó hoạt động sao? Ví dụ như bây giờ nếu mà cái đồ thị chúng ta thấy nè, ví dụ tín hiệu này khi mà cái độ trên cái thị trường nó có cái tín hiệu xuất hiện này thì bây giờ chúng ta sẽ hành động như thế nào, thì đối với cái tín hiệu này tôi đặt tên là Doji Dow thôi nhưng mà ở chỗ bản chất nó có tên khác, tên nó nhiều lắm, nhiều tên là gọi là Doji giảm giá hay là gọi là Bid Doji này kia vân vân, tôi thích đặt này để dễ nhớ thôi ở đây mình không nói chữ nghĩa quan trọng, ý nghĩa sử dụng của nó. Thì ví dụ tôi giả sử nha, cái thị trường nó đang chạy về đúng không, nó chạy về nè, ví dụ nó chạy về nó đang tăng, nó xuất hiện cái Doji là ok chúng ta đứng là giờ. Và sau khi nó xuất hiện cái doji rồi chúng ta cái chờ cây quan trọng là cây này nè, cây này rất quan trọng, cái đỏ đỏ này đầu tiên kế bên doji này, cái xác nhận
Mà nếu cây này nó là cây giảm thì coi như là chúng ta về chúng ta đợi cây giảm này nó đóng cửa là cây giảm hoàn toàn, sau đó chúng ta sẽ thực hiện bán ra ở cây kế tiếp này, cây số 3 này. À, cái cây này là cây vào lệnh. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ có được cái tín hiệu vào lệnh. Anh chị hình dung chưa? Chúng ta đã có 10 công cụ, 10 tín hiệu vào lệnh. Thì bây giờ trong cái tín hiệu này tôi chia sẻ cho anh chị là đây là tôi nhắc lại thôi. Tín hiệu vào lệnh thì có nghĩa là chúng ta sẽ vào lệnh ở cái cây số 3 này. Khi cây số 3 này nó mở cửa thì chúng ta vào lệnh, chúng ta bán ra. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta bán ra thì chúng ta sẽ dừng lỗ ở đâu? Được chưa? Chúng ta dừng lỗ ở đâu? Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trong cái bài, chúng ta sẽ tìm cái điểm dừng lỗ. Tôi sẽ lướt lại những cái điều đó cho anh chị nha. Anh chị đợi tôi tí xíu. Chúng ta sẽ tìm hiểu là cái điểm dừng lỗ nha. Rồi bây giờ là trong cái bài trước tôi đã chia sẻ cho anh chị cái điểm dừng lỗ đối đối lệnh buy và đối lệnh lỗ lên sell, tôi ôm lại nè, giờ xác định điểm lỗ nè. Bây giờ ở đây nãy chúng ta mới học cái mô hình Doji Dow cho này. Đây, ví dụ như mô hình này, cái Doji Dow nè. Giá nó tăng lên về, nó tăng lên về đúng chưa? Sau đó là cây xác nhận thì chúng ta sẽ bán ra là ở cái số 3 này. Thì bây giờ chúng ta sẽ định điểm dừng lỗ bằng cách nào? Để xác định điểm dừng lỗ thì anh chị lưu ý ha, trong bài trước tôi đã dạy rồi thì trong bài này anh chị sẽ lưu ý lại. Để xác định điểm dừng lỗ đây là lệnh sell đúng chưa, thì chúng ta lấy giá cao nhất của cái nến liền trước, cái liền trước là cây liền trước là cái này, thì giá cao nhất của nó là đỉnh chỗ này, được chưa? Tôi giả sử đỉnh cao nhất của nó, giá cao nhất của nó là 1200, thì bây giờ đây là tôi lấy giá vàng tôi làm ví dụ, thì vậy thì có nghĩa là nếu 1200 này tôi cộng thêm hai giá đối với hai giá vàng tương ứng 20 pip, Thầy ơi, không như thấy vậy thầy thì chúng ơi. ta sẽ có được cái điểm dừng lỗ của nó là 1202, được chưa? Vậy chúng ta sẽ bán ra nó là 1190 thì chúng ta chỉ dừng lỗ nó là 1202. Thì nếu chúng ta lấy hai này chúng ta trừ nhau nó ra được cái khoảng cách dừng lỗ, đó khoảng cách dừng lỗ, được chưa? Như vậy thì Thầy ơi, thầy chúng ta có tín thầy ơi hiệu không. rồi, ở đây chúng ta tính thêm cái khối lượng dịch này, nó cái khoảng cách dừng lỗ này để chúng ta đưa ra được cái khối lượng dịch, và từ đó nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ có được cái gì, chúng ta sẽ có được cái khối lượng dịch nó phù hợp. À, chúng ta đi theo bước đó thì chúng ta được qua thêm một cái phần này trong video trước tôi đã nhắc, anh chị có thể xem lại nha. Như vậy thì chúng ta nhắc lại là chúng ta sẽ định điểm dừng lỗ của lệnh sell thì nó là giá của chúng cái đánh này trước. Còn ngược lại nếu lệnh buy thì cũng vậy, là giá thấp nhất cái nến lần trước. Anh chị xem lại video lần trước nha. Rồi. Cái tiếp. Như vậy chúng ta sẽ biết được điểm dừng lỗ của lệnh lệnh sell. Sau đó chúng ta tính tiếp. Khoảng cách dừng lỗ. Khoảng cách dừng lỗ thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ có xem lại cái video này. Khoảng cách dừng lỗ à, thì bây giờ ở đây tôi sẽ lấy khoảng cách dừng lỗ, ví dụ như bây giờ khoảng cách dừng lỗ của cái lệnh ở đây lệnh bài thì tôi lệnh sell nè, Thầy ơi, không thấy thầy ơi. bây giờ nè anh chị xem lại nha. Ok, tôi xin lỗi chị để tôi coi thêm sao, tôi share lại cái này cho anh chị thấy. Rồi ok, anh chị và các bạn thông cảm giùm tôi tí xíu ha. Rồi anh chị thấy chưa, thấy chưa bây Rồi, giờ thấy tôi rồi sẽ bắt thầy. đầu tôi share cái này đây. Được chưa, khoảng cách dừng lỗ đúng chưa, xác định khoảng cách dừng lỗ. Hồi nãy giờ tôi nói video kia có thể một số anh chị không thấy, nhưng mà anh chị có thể xem lại cái video lần trước anh chị thấy rõ à. Rồi bây giờ khoảng cách dừng lỗ nè, chúng ta xem nè nha, khoảng cách dừng lỗ ví dụ cho thấy đồ thị nó chạy về, giá chạy về đúng giờ nó xuất hiện chạy, có cái cây doji, xong cái doji là cây này đây ha, cái doji sau cái doji là cây xác nhận, sau xác nhận là cái cây bán ra. Nãy chúng ta học rồi, trong bài trước học rồi, chúng ta xem lại thôi. Rồi chúng ta sẽ có được là cái gì, cái giá cao nhất của cái nến liền trước. Rồi vậy giờ lại dụ giá nó 120, chúng ta sau đây chúng ta cộng hai nó ra được là 1202. Như vậy thì nó sẽ khoảng cách dừng lỗ nó là để là cái hiệu nó để lại tức là 1202. Chúng ta sẽ có khoảng cách dừng lỗ đúng không? Rồi công thức của khoảng cách dừng lỗ nó là sao, khoảng dừng lỗ Rất nè, thứ cho nhất hiện là sẽ thầy bằng trị tuyệt đối của điểm vào lệnh ha, điểm vào lệnh trừ điểm dừng lỗ, chúng ta lấy trị tuyệt đối của nó thì nó sẽ ra được là cái DRL. Chúng ta có được cái DRL này thì từ từ chúng ta sẽ tính ra được cái gì đây, chúng ta sẽ tính được khối lượng dịch,
Anh chị hình dung được chưa? Chúng ta từng bước nha, anh chị cứ làm theo từng bước này đi, kết quả kinh doanh anh chị sẽ có được cái sự thay đổi rất là lớn nha. Rồi bây giờ tôi sẽ có một cái dừng lỗ rồi, đúng chưa? Chúng ta qua cái phần kế tiếp. Chúng ta hồi nãy giờ chúng ta lưu ý giùm tôi nè, chúng ta lấy cái ví dụ đây, anh chị lưu ý nè, ví dụ nè, tôi lấy cái ví dụ luôn, ví dụ nè, ví dụ như bây giờ chúng ta vô lệnh ở đây là ví dụ như nó là 1190 đúng chưa, 1190 rồi Thầy ơi cũng không có hiện lên thầy ơi. giá cao nhất của cái nói lần trước ha, chúng ta cộng hai cái ra được là gì, à, DL ta thế vô thì gì chúng ta sẽ có được là gì, DL sẽ bằng là gì, DL sẽ bằng là 1190 trừ cho 1202 thì nó sẽ bằng là trị rớt của trừ 12, lấy hai trị bó mà từ 12 tương ứng 12 mà là 120, 120 pip. Ủa sao kỳ vậy? Nó được chưa, anh chị lấy lưu ý giùm tôi coi, được chưa, được chưa nè, chúng ta nè, chưa đó, được chưa nè, Ngoài cái hình này đó. không có dừng lỗ, chưa cái kỳ vậy. Rồi đó, đó cái dừng lỗ nè, rồi tiếp tục ha, chúng ta xem nè. Được chưa? Khoảng dừng lỗ sẽ nó bằng cái gì đây? Khoảng dừng lỗ nó bằng. Rồi, bây giờ chúng ta thấy nè, đế đằng lời nè, đúng chưa? Chúng ta thấy vô. Thì nó là bằng lại gì? À, cái giá của nó là bán ra là 1190 nè. Bây giờ 1190, chúng ta trừ cho nó là 1202. Thì lúc này nó ra 1202 thì nó là mình chỉ đối của trừ 12, trừ 12 thì sau đó trừ 12 thì qua làm cho nó là bằng 12 tương ứng với 120 pip, 12 giá vàng 120 pip nha anh chị và các bạn nha, được chưa? Thì đây là cái cách tính là gì, cái khoảng cách dừng lỗ, được chưa? Xong này chưa, đó công thức nó như thế này. Rồi tôi thầm và tôi chuyển qua cái phần cái tiếp, vậy anh chị nhớ giùm tôi là đây chúng ta sẽ không có cái dừng lỗ trong ví dụ này là 120 pip nha, được chưa? Rồi chúng ta tiếp tục nè. Rồi. Bây giờ chúng ta tính có khoảng cách dừng lỗ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tính thêm cái phần kế tiếp nữa. Chúng ta sẽ tính ra được là cái à, chúng ta sẽ tính khối lượng giao dịch. Bây giờ khối lượng giao dịch thì chúng ta sẽ tính như thế nào đây? Khối lượng giao dịch thì bây giờ anh chị và các bạn hãy vào trong cái trang sau là anh chị vào trong cái trang sau anh chị sẽ thấy được khối lượng giao dịch nè. Đầu tiên anh chị vô trong cái đầu tư tại nhà.com, anh chị đợi tôi xíu xong tôi share anh chị màn hình liền để anh chị thấy đầu tư tại nhà.com. Ok rồi anh chị kéo kéo chuột xuống nè, thấy được chưa, vô trong đầu tư tại nhà.com nha, kéo chuột xuống, tôi đã share rồi mà sao nó không xuất hiện nhỉ. Đó, đầu tư tại nhà.com nó hơi chậm chút xíu nha anh chị nha, nhưng không phải là không có đâu nha. Rồi cái đầu tư tại nhà.com anh chị kéo chuột xuống thì nó có phần là position size nè, calculator software nè, thấy chưa, lấy vô đây nè, đó lấy vô đây anh chị, lấy vô thì lúc này nó sẽ ra được cái phần nó gì, nó ra cái trang 6 trang này anh chị, lấy ra download về, anh chị download nó về, download cái phần mềm này về, anh chưa, thí dụ như anh chị download nó, anh chị lưu nó về trong document hay là lưu download gì đó tùy, anh chị lưu đâu cũng được á, download đi ha. Rồi anh chị bấm download về. Rồi và đặc biệt anh chị lưu ý giùm tôi là khi anh chị download cái file này về, nhiều khi là máy máy tính anh chị có phần mềm nhiều virus đó, nó nhận dạng cái file ở đây này là file virus nha, anh chị phải loại trừ nó ra, anh chị chấp nhận là cho nó download về nha, chứ không phải virus đâu, đây là cái phần mềm lập trình nó rất là sạch chứ không có virus đâu, do đó anh chị lưu ý giùm tôi. À. Rồi bây giờ sau khi mà chúng ta download cái phần mềm nó về rồi, đó đó phần mềm nó về rồi thì lúc này anh chị sẽ thấy được được trên màn hình nó lại gì đây nè, anh chị download nó về nè, nó sẽ có được cái phần mềm nó lại gì, position size nè, được chưa, nó hơi chậm tí xíu đây nè, anh chị thấy là position size character nè, anh chị click vô nó anh xài đơn giản lắm, click vô, click vô Ừ. đó, click vô đó,
Vô được chưa? Rồi lúc này chúng ta lít ra, chúng ta sẽ xài cái này, cái đắp vô lít vô cái phần mềm tính khối lượng giao dịch này nè, là chúng ta sẽ xài được thôi. Bây giờ đơn giản là chúng ta lấy ra, ví dụ như bây giờ chúng ta thấy ra cái tài khoản chúng ta hồi nãy đó là nó bao nhiêu, ví dụ như nãy chúng ta tính ra khối lượng giao dịch cho chúng ta ấy, khoảng cái tiền lỗ của chúng ta nó là 100 MB đúng không? Giả sử như bây giờ chúng ta sẽ có tài khoản này, chúng ta muốn tính chúng ta bấm star, chúng ta tính đây, ở đây là cái ghi này ý nghĩa sử dụng là UT là cái gì nè, leverage là cái gì nè, rõ ràng chị xem lại này nha. Rồi, ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ như tài sản chúng ta, tài khoản chúng ta là ví dụ chúng ta có tài khoản 2.000, 1, 2, 3, đúng chưa? Rồi chúng ta đánh cho này nè, cái thiết và sen này anh chị lưu ý cho tôi, anh chị nhập cho đây số 5, 5% thôi, chúng ta áp dụng 5%. Đó. Khi anh chị click vào trong cái phần mềm nó thì nó hiển thị ra cái này nè, anh chị xem coi nè, anh chị lưu ý trên màn hình nha, khó thế thấy được chưa? Đó thì lúc này chúng ta giả sử như bây giờ để tôi dùng xem nó đã đang xe chưa, mai cái mạng không biết nó chạy hay chậm hay sao á. Rồi nó đang chạy ra đó anh chị và các bạn ơi nha, chịu khó nhìn thấy đó. Rồi và chúng ta share trở lại nè, cái phần mềm để tôi mở là phần mềm cái lại nha, chị đợi tí xíu. Rồi ok, mọi người còn thấy được cái màn hình không ta, sao kỳ, nó đã nhảy qua cái màn hình kia rồi ha. Ủa, sao kỳ. Màn hình đây là à, đây đây đây, quay qua đây mình đây đúng chưa? Rồi tiếp tục mình đi xe, tất cả chúng ta làm vài lần đi chúng ta sẽ nhớ được cái đó. Đây xin một xin hai, à tôi nhấn lộn, tại vì có hai màn hình tôi lộn, tôi share qua cái một là nhiều khi anh chị không thấy được. Rồi tôi share tiếp này nè, rồi mọi người thấy được chưa, tôi share cái phần mềm tính khối lượng dịch này nè, được chưa? Rồi ok ha, rồi bây giờ chúng ta quay trở lại nè, hồi nãy chúng ta ví dụ là đối với phần mềm giao dịch này đó, cái khối lượng dịch này đó, ví dụ như bây giờ chúng ta trước khi về thì chúng ta bấm star đúng không, tôi giả sử như bây giờ cái tài khoản của chúng ta là có bao nhiêu, ví dụ như là 2.000 thì chúng ta đánh 1-2.000 đây, 2.000 vô, cái rủi ro chúng ta đánh là 5%, chúng ta nhập vô 5%. Được chưa? Rồi, hồi nãy mình tính ra cái khoảng cách dừng lỗ của mình là nhiêu? Khoảng cách dừng lỗ của mình hồi nãy mình tính là 120 pip đúng chưa? Mình nhắm bấm vô 120. Sau đó mình bấm là calculate thì nó ra được như vậy, thì với cái tài khoản 2.000 đô của chúng ta, khoảng cách dừng lỗ của chúng ta là 120 pip thì cái khối lượng của chúng ta là 0.08 0.083 lot. Được chưa? Rất là đơn giản, và chúng ta tính như vậy nó sẽ nó có phương pháp khoa học hơn, nó giúp cho chúng ta quản lý vốn tốt hơn. Đó. Còn thí dụ giả sử như bây giờ trong cái trường hợp mà thí dụ như chúng ta thấy rằng là cái điểm có phải cái dừng lỗ chúng ta nó ngắn hơn, ví dụ như chúng ta có một tín hiệu khác, và từ một tín hiệu khác tôi sẽ quay trở lại ví dụ ở bên cái phần mềm thì chúng ta dễ dàng chúng ta lấy ví dụ hơn nè ha. Để tôi ví dụ cho anh chị nè, tôi share tiếp tục cái này để màn hình này, đây cho anh chị tính, tôi giả sử như đây đi. Rồi bây giờ chúng ta ví dụ đây, tôi sẽ làm ví dụ trên cái màn hình này cho chúng ta dễ thấy hơn. Tôi lấy cái ví dụ vàng ở trên hồi nãy có bạn hỏi tôi đó, tôi lấy ví dụ vàng ha, tôi xem biểu đồ D1 đi, để tôi ví dụ thôi nha, chứ không mình không có dự đoán trong trong lúc này, tôi ví dụ đây đó, ví dụ như bây giờ tôi sẽ có tôi dự đoán là trong tuần tới nó giảm nữa thì tôi sẽ bán ra ở vị trí này, nó mở cửa tôi bán luôn, tôi ví dụ vậy đi, có nghĩa là bây giờ tôi sẽ sell ra ở vùng giá này như bảy đây là sell, sell nó lại như đây, sell nó là ví dụ như một năm nó nhắn chín lại 2 triệu mấy hả? Không đưa nó 2 triệu mấy hả? bây giờ cái này nó hơi tối quá, tôi chỉnh cho màu nó sáng lên tí xíu Nó nha, không có nói em hả? Nó không nói em cái gì hết. đỏ đi, Nó không nói gì hết cái chữ nó là 28 bên 2 đi, to đây đó, ví dụ như bây giờ tôi sẽ sell ra dùng giá nó là, tôi sell nó là 1529 đúng không, tức là giả sử như bây giờ trong tuần tới khi nó thị trường nó mở đâu cửa có ra nó thì nó nói sẽ anh hồi hồi đầu tiên anh tính số quẹt quẹt đó
mình sẽ chọn cho nói hả? Sao mới ghi lại số đó? Ví dụ như giả sử Nó như gửi cái tin đúng nhắn không, lên nữa là hai triệu nó mấy, đang hai vậy đúng chưa, cây này cây hiện đại ngày hôm nay à, triệu mỗi tuần nó đang cây này thì có nghĩa là mỗi tuần nó đã là mở cửa ra là tôi sẽ bán là giá đó là mấy. Sao một năm hai vậy? chín đồng ý với tôi chỗ này chưa, nhưng một năm hai chín rồi bây giờ chúng ta thấy là giá cao nhất bên đến liền trước là bao nhiêu đây, liền trước là cái cây hiện tại đây nè à, chỗ này đúng chưa, ví dụ như ta sang tuần nó mở cửa ngày mai nó cửa ra thì chúng ta sẽ bán ra cây này, thì coi như là chúng ta để bán ra cây này thì chúng ta lấy giá là liền trước của cây nến liền trước này chúng ta nè, thì nước cho nó giá dù cao nhất của nó là 1598, như vậy chúng ta cộng 20 pip thì tương ứng nó sẽ ra được là bao nhiêu, đây là một 1600 đúng không, là 98 cộng 2 giá là 1600, thì lúc này chúng ta sẽ có là cái điểm nhận lỗ của chúng ta đây sẽ là như đây 1600 1600 được chưa, vậy chúng ta sẽ có điểm nhận lỗ nó 1600, rồi bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp tục nè, tôi lấy cái này đi, coi như chúng ta bán ra dùng giá này thì chúng ta sẽ đo lại gì, có khoảng cách nhận lỗ chúng ta là đâu, từ đâu, từ là điểm nhận lỗ trên đây nó xuống cái điểm nhờ lệnh đúng chưa, công thức nó là gì, khoảng cách nhận lỗ bằng là gì, tuyệt đối của điểm nhờ lệnh là trừ điểm nhận lỗ ra đây, thì chúng ta đo này bao nhiêu đây, bao nhiêu biết đây, đo là như đây nó ra được là như đây à, tức là 690 bip, tức khủng khiếp không, 600 ha, bây giờ nó tương đối nó khoảng cỡ 700 bip nè, 700 bip này 700 bip tức là 7 70 giá đó, được chưa anh chị, rồi bây giờ giả sử như trong trường hợp cái thầu hãng của chúng ta thấy không, vậy thì coi như khoảng cái nhường lỗ đối với lệnh, nếu giả sử như sang tuần chúng ta thực hiện bán ra thì coi như là chúng ta khoảng cái nhường lỗ chúng ta sẽ là 700 bip, 700 bip rồi chúng ta sẽ bỏ có được 700 bip ha, chúng ta đưa vào cho chúng ta ví dụ nè, thấy vô chưa, rồi chúng ta quay trở lại cái phần mềm tính giao dịch khối lượng dịch để chúng ta tính nè, chúng ta bấm tính mới đi nha, rồi thì coi như là chúng ta mới ví dụ xong, nếu là giả sử như vàng sang tuần mà nếu thực hiện bán ra thì chúng ta sẽ có cho bán ra vàng là khoảng cái nhiều lỗ nó là 700 bit, thì bây giờ giả sử cho thẳng chúng ta có 2000 đúng chưa, chúng ta bấm rủi ro là 5% nó số 5 ở đây, rồi top loss chúng ta tới 700 bit đúng không, vậy chúng ta đến 700 đây đúng chưa, chúng ta bấm calculate thì rõ ràng là với tài khoản chúng ta 2000 chúng ta đánh để an toàn với rủi ro 5% mà chúng ta chỉ có dừng lỗ đến khối lượng là 0.01 lót thôi, 0.01 lót thôi được chưa, mọi người thấy chưa đó, mọi người thấy, mọi người anh chị nhiều khi lên Zoom anh chị không thấy rõ nhưng mà bên tôi đang làm luôn YouTube mà vẫn thấy được mà đúng không, vẫn thấy được mà, mọi người thấy rõ không, bình thường mà sao kỳ vậy, em tính anh ngậu hoài tính gì để coi không hỏi dẹp con nghe mắt cái mùi cát đất gì ở đâu vậy trời, hắt hắt lên triệu 967 nè, thấy không, đưa này lấy cái này 800 rưỡi đúng không, bây giờ anh chị xem ở YouTube là bảy chị thấy rõ ràng hết trơn, không có vấn đề gì cả, ai anh chị mở thêm YouTube của tôi nữa đi, cái YouTube tôi anh chị thấy hết trơn rõ ràng, đâu có gì vấn đề gì mốt đâu, mọi người này YouTube thấy được hết trơn mà được chưa, rồi chúng ta tính mốt vô này giả sử như trong trường hợp tài khoản của chúng là ta một thì chúng ta 2000 của chúng ta đánh vàng năm nói chúng ta đánh khối lượng rất nhỏ thì không cho không một đũa thôi, còn ví dụ như anh chị tài khoản chỉ có 5000 thì anh chị tám trăm bây giờ bấm calculate đây nó ra được là như 0.036 ví dụ như vậy, em biết thì lợi với cái nhuận phương nhà pháp nước này anh chị cũng để áp ừ. dụng được cho tất cả các sản phẩm ngoại tệ khác cũng vậy, cũng phương pháp này à, cũng tính toán theo cách này luôn, thì coi như là chúng ta thấy được là gì chúng ta đã có được cái gì rồi, để xây dựng cho chúng ta có một lòng tin trong dịch thì Ừ, chúng ta được thứ nhất chúng ta phải đây có được cái bộ tín hiệu, thì bộ tám tín hiệu tôi chia sẻ cho anh chị và các bạn đó là 10 cái mô hình siêu nến anh chị áp dụng, trăm con bốn à, nếu anh mã chị đặt cần anh thận chỗ trọng hơn nào trong thời gian thì anh chị có thể ba áp bạc dụng hoài cái biểu đồ D1 ba lại đó tài ha, hoài ok, không lâm còn nếu anh chị có thời lâm gian nhiều là hơn thì anh chị có thể giao dịch cái bộ đồ ngắn nhiều hơn thêm như là nữa 4 thêm mười ra hai nữa một, hả cái đó là như thêm vậy, ra ba mấy nữa rồi hả sau đó là cái đầu khi mà thêm anh còn chị anh áp nữa dụng thêm nó mấy rồi sau đó đúng chúng ta sẽ, tức là chúng ta có điểm giao lệnh đồng ý chưa, sau khi có điểm giao lệnh rồi chúng ta tính là khối lượng giao dịch, thì nãy chúng ta mới vừa làm xong cái phần mình tính khối lượng giao dịch à, cái cách để chúng ta tính khoảng cách nhường lỗ, anh chị xem lại cái video đó sau bài học này anh chị có thể xem đi xem lại video này để chị rõ lại, đặc biệt là tôi có đưa lên trên YouTube anh chị có thể xem đi xem lại để anh chị hiểu rõ hơn nha, rồi sau ví dụ như thắc mắc gì thì ghi chú lại trong các buổi học tới chúng ta sẽ trao đổi tiếp không thành vấn đề gì cả.
Rồi chúng ta quay trở lại, tôi đang nói dở dang, có một số bạn là nói chuyện quá nó cùng nó ồn quá không có có nghe được, nó nằm rè rè rè. À, chúng ta lưu ý với anh chị và các bạn, khi chúng ta học đây chúng ta nghiêm túc, khi nào chúng ta muốn câu hỏi thì chúng ta giơ tay lên, tôi cho cái quyền anh chị để trình để trao đổi ha, chứ còn giờ đang học có người là nói chuyện hoặc là thu âm tập âm bên ngoài vào không hay ha. Ừ. Anh mấy anh chị cứ bật mic tùm lum hết trơn thì cuối cùng là nó làm tôi gián đoạn, tôi phải cắt, tôi chỉnh sửa để nó không mất vui đi nha. Chúng ta tập học học online, mùa dịch corona này rất là nguy hiểm, do đó chúng ta khó gặp học live được thì chúng ta học online, anh chị cố gắng. Thì nãy giờ thì quay trở lại cái phần tôi chia sẻ là gì, chúng ta để có cái lòng tin trong dịch thì chúng ta sẽ có được cái tín hiệu dịch, rồi ngoài tín hiệu dịch thì chúng ta sẽ bước thứ hai, chúng ta sẽ xác định được là cái khoảng cách dừng lỗ, rồi sau khi có cái dừng lỗ thì chúng ta sẽ tính ra được cái khối lượng giao dịch, và ba cái này kết hợp lại thì chúng do cho chúng ta sẽ có cái dịch, chúng ta duy trì được trạng thái cái đạt mục tiêu. Được chưa? Rồi vậy thì sau khi chúng ta đặt như vậy và chúng ta làm cái phương pháp như vậy hàng ngày lên thì chúng ta sẽ làm sao? À, bây giờ tôi lấy ví dụ nè, tôi lấy ví dụ và ví dụ cụ thể nữa trong cái tình hình ở thị trường ha. Tại chúng nhà chúng ta sẽ có một cái đây chúng ta xem cho cái đồ thị này tí xíu ha. Chúng ta cùng nhau xem thế này. Rồi, ví dụ như bây giờ chúng ta xem cái sản phẩm này đây. Hồi nãy anh chị nào có hỏi tôi là cái gì phân tích cái sản phẩm nào, anh có nhiều người hỏi sản phẩm UG, GG gì đó không, thì tôi lấy ví dụ đi, còn vấn đề phân tích sao tôi sẽ có những cái video anh chị chịu khó, chứ bây giờ đang nghe giảng này quay trở lại kia cái nó sẽ nó bị chặt rơ đi ha. Rồi ví dụ tôi giả sử như bây giờ tôi có sản phẩm là gì đây, à, GU à đúng không, ví dụ như xong GU này đi thì chúng ta thấy rằng là nó đang vẫn đang là giảm. À, chúng ta tìm tín hiệu này, ví dụ giả sử như tín hiệu ở phía trước, tín hiệu ở phía trước, à, ví dụ giả sử như ở đây tôi giả sử như hình dung cái này nè, tôi lấy ví dụ này cho anh chị hiểu rõ nè, à, tôi lấy ví dụ như vậy đây, anh chị coi nha, được chưa? Ví dụ như giả sử như bây giờ, ví dụ như trong thị trường nè, đúng chưa, nó có cái cây nến này trong xuống tăng, nó xuất hiện cái cây doji, sau doji là cái xác nhận nè, cái xác nhận nè thì coi như là cái cây nến kế tiếp, cây nến kế tiếp là nó mở ra là chúng ta sẽ bán ra cây này. Tôi lấy ví dụ nha, ví dụ nó qua thị trường, nó qua rồi, bây giờ chúng ta lấy ví dụ là khi thị trường nó qua chúng ta sẽ bán ra cây này đúng không, giả sử như mô hình đây là mô hình nó giống như doji này nè, cái cây này, cây mini stop này, thì bây giờ là cây này trong mô hình tăng là xuất ra cái xác nhận này, cái chúng ta bán ra cây này. Ví dụ như chúng ta bán ra cái này giá nó là 1 chấm như đây đây ha, 1.29005 ở chỗ này, được chưa? Thì bây giờ chúng ta bán chỗ này thì chúng ta dừng lỗ ở đâu thì chúng ta lấy cái giá cao nhất của cái nến liền trước, đồng ý chưa? Chúng ta lấy giá cao nhất của cái nến liền trước này chúng ta cộng 20 pip, ví dụ giá cao nhất của nó hiện giờ là 1.30089 thì bây giờ mình cộng 20 pip cho nó ra được là nhiêu, 1.3131 đúng không, đây là cộng 20 pip thì nó sẽ là 20 nữa thì nó sẽ ra được là 1.3109 không, đúng chưa, 20 nữa đó là 1.3109 thì có nghĩa là nó gì, nó sẽ nhích lên tí xíu, à đây không bảy rồi mình sửa tí xíu, 1.31 là 09 ha. Rồi vậy thì chúng ta thấy là điểm giờ lệnh chúng ta ở đây, à chúng ta sell ra ở đây, sell đây tôi lấy ví dụ luôn ha, sell đây, sell cho giá, sell giá như này, đây chúng ta sell giá này, đúng chưa, 1 chấm là 29 nè, 2905 nè, và chúng ta dừng lỗ là như đây, dừng lỗ stop loss. Dạ. Đó. Có nghĩa là chúng ta bán ra ở chỗ vị trí này nè.
bán ra chỗ này bán giá là 1.2905, chúng ta dừng lỗ là ở trên, lấy cái giá cao nhất của nó lần trước này cộng thêm nó ra được 1.3109, được chưa? Rồi như vậy thì từ hai này trừ nhau thì nó sẽ ra được là khoảng cái dừng lỗ, tức là cái đoạn này từ đây đến đây nó ra tương ứng với tầm khoảng cỡ chừng 237 pip, 237 pip, thấy chưa? Như vậy chúng ta có được là đế là nó là nhiêu, 237 pip, 237 pip. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta tính khối lượng dịch nó như thế nào. Đây chúng ta tính như khối lượng dịch này, chúng ta trước khi tính chúng ta bấm vào đây, ví dụ chúng ta phải khoảng ta ví dụ như 2.000, 2.000 một hai ba rủi ro chúng ta đánh 5%. Rồi chúng ta mới nhập xong, chúng ta tính là khoảng cái dừng lỗ cũng là 237 pip, chúng ta bấm 237, bấm click play thì lúc này nó sẽ ra được là với tài khoản 2.000 chúng ta đánh được khối lượng là 0.04 lot. Và với khối lượng này anh chị đặt cái khối lượng này anh chị đánh, anh chị không có lo lắng gì, anh chị không có lo lắng là nó sẽ bị lỗ nhiều với lỗ ít này để kia, rồi chúng ta để duy trì trạng thái và khi nó đạt được mục tiêu thì lúc này khi mà chúng ta giao dịch với khối lượng nó phù hợp thì nó giúp cho chúng ta có được tâm lý yên tâm duy trì trạng thái theo đúng mục tiêu của mình, theo đúng những kiến thức mình đã học, thì cái đó từ từ nó sẽ làm cho chúng ta sẽ có cái lòng tin nhiều hơn, như vậy thôi, không có cái gì khác cả. Dù anh chị giao dịch một công cụ nào nó khủng khiếp lắm, nó ghê gớm cỡ nào, là với điều kiện anh chị phải tin vào nó, phải tin vào công cụ đó. Và với khi mà anh chị muốn tin được vậy thì anh chị phải có cái sự thử nghiệm nghiêm túc, và đặc biệt một trong những cái điều mà đối với trader Việt Nam mà giao dịch đó, thì có lúc họ lãi rất là nhiều, lúc họ thua cũng rất là nhiều, bởi vì sao đánh đó phần lớn là nó bị chen vào cái cảm xúc, chen vào cái cảm xúc, và khi cái tức là cái cảm tính rất là nhiều, và ở chỗ là khi đánh như vậy thì lúc lãi thì chúng ta cũng rất là vui, ở chỗ chúng ta thắng được rất nhiều hơn, thắng nhiều hơn người khác, nhưng mà khi chúng ta bị thua lỗ chúng ta sẽ không có nói được, chúng ta mất lòng tin, chúng ta sẽ không hiểu được chúng ta lỗ lý do là do chỗ nào, thì cái đó là một trong những cái tai hại, một những cái mà nhiều trader muốn đi làm các con nghiệp cái nghiệp kinh doanh này để xây dựng cho mình một cái hệ thống dịch nó ổn định, nó lâu dài, nó bền vững, thì hầu như vẫn chưa được cái điều đó, nó chưa đạt được. Và cái đó là một những cái trăn trở rất là nhiều mà tôi thấy nhiều anh chị em vậy, có nghĩa là hay thường vô thị trường thì ở chỗ ví dụ như đưa tiếng lược ra vậy, ví dụ như do đánh theo cái hệ thống tôi chia sẻ anh chị đánh thế lại lâu quá, anh chị không thích, thế ở chỗ kia sao họ lướt nhanh quá, lướt ngày vui quá nhiều quá thích nó hơn, đúng không? Thì cái đó thì đương nhiên là cái gì nó làm cho mình bị cuốn vào trong những cái đó, đương nhiên là giả sử như chúng ta lướt vào nhiều nhưng mà chúng ta có quản lý vốn được như vậy, nó theo từng bước khi mà là mỗi lần như vậy hay không, đó vấn đề là mối quan trọng. Chứ còn bây giờ thị trường nó luôn có hai cái hai vấn đề, đó là một là gì thắng hay thua, thì chúng ta làm sao cho gì chúng ta có ổn định được mặt tâm lý, chúng ta duy trì được trạng thái, chúng ta tin tưởng vào công cụ chúng ta dịch, chúng ta duy trì được trạng thái tốt cho đạt cái mục tiêu, thì cái đó là một trong những cái giúp cho chúng ta sẽ có được cái lòng tin trong dịch vậy thôi, không có gì khác. Dù trong dịch công cụ nào, bất cứ công cụ đẳng cấp cỡ nào, nó cao xa cỡ nào, thì ở chỗ là gì, tin tưởng vào cái công cụ của mình và có phương pháp. Anh chị biết để xây dựng được một cái hệ thống giao dịch nó hoàn chỉnh, nó gồm nhiều yếu tố, như là và đặc biệt là cái tính khối lượng dịch đó, giúp cho chúng ta tự tin hơn trong dịch, thì cái đó là một trong những cái mà nhiều trader họ cũng lăng mang chưa làm được. Có nhiều nhiều người họ chia sẻ, họ nói là đánh đi đánh gì đó chút xíu vậy, đánh khối lượng gì đâu có không chấp không mấy vậy, đánh vậy thôi, đánh demo cho rồi đi. Tôi nghĩ là khi mà tôi nói câu này lên anh chị đã từng nghe ở đâu đó, đúng không? Ví dụ như tính cái công cụ tính khối lượng tôi nó ra như vậy. À, có người ta nói sao đánh gì được không chấp không bốt cái đẻo cái đeo vậy, đánh nhiều nhiều đi, nộp 2.000 đánh một lúc hai lót thì mới đã chứ, đánh gì mới đẳng cấp chứ. Anh chị có tin điều đó không? Thì anh chị có tin ta thì anh chị có làm theo đúng không? Tôi không thấy được cái đó là cái giải pháp tốt. Những người họ nói đó thì từ khi họ một là gì, họ muốn phá anh chị chơi thôi, tại vì thứ nhất là gì, có tổn thất tiền của anh chị cho phá tiền của họ đâu, đúng không? Còn nhiều khi hên mà may mắn, dù đúng xu hướng những gì mà họ tương tiên đó, họ nói thấy chưa, đã đánh theo tôi là đi vô đây rồi, thì đương nhiên nhiều khi á, cuộc đời này nó có nhiều cái thú vị, nhiều khi họ nói chơi chơi vậy á, anh chị không làm theo thì thấy nó đúng không à, họ nói chừng khi làm theo rồi là tổn thất, thì anh chị không còn có thể nói được, nó đợi nói chuyện được nữa. Thì cái đó là một trong những cái mà tôi bảo đảm là anh chị sẽ được rất là nhiều trong cái cuộc sống này ha, còn trong những lần giao dịch này thì nó thường thường nó xảy ra vậy. Thì cái chia sẻ của tôi là gì, tôi luôn luôn quan điểm với một cái điều, những cái gì anh chị không biết hôm nay thì ngày mai anh chị sẽ biết, và ngày hôm ngày mai không biết, ngày mốt biết, lúc nào đó anh chị sẽ biết à. Và những cái tôi chia sẻ đây cho anh chị thì anh chị thấy được rằng là đây là những cái giá trị tuyệt vời giúp cho anh chị cải tiến được, và đây là một trong những cái công cụ, đây là một trong những cái mà bộ phận quan trọng dịch mà tôi đã ứng dụng trong khi cung cấp cho mình ship, và tôi được làm được điều đó lịch sử hơn 35 năm, 36 năm nay chưa ai làm được, thì bởi vậy có nhiều người họ lên được gánh tỷ, tôi là những bình thường, đúng chưa? Do đó thì hồi nãy tôi trả lời cho bạn Hùng Sơn nãy như vậy, để từ đây sao những ai có xem được cái livestream này thì chúng ta đã hiểu và bởi miệng đời của họ mà, đúng không anh chị và các bạn, do đó họ mới nói vậy, nói chuyện họ quan trọng mình nghe hay không là chuyện của mình làm hay không là chuyện mình, bởi vì chúng ta dịch tốt, anh chị xây dựng cho mình một hệ thống dịch tốt, kinh doanh hiệu quả, thì cuộc sống anh chị được thay đổi do những kết quả anh chị mang lại,
Còn đối với như họ nói cho họ như vậy thì đương nhiên là nếu mà họ giúp được anh chị thì tuyệt vời, không có gì đi cả. À, còn vấn đề bây giờ họ muốn nói rằng mình phủ định họ không được, tại vì cái quan điểm, cái suy nghĩ của họ như vậy, cái tầm của họ như vậy, họ nghĩ như vậy thôi, chuyện nó bình thường thôi. À, mỗi người họ đều có luôn có góc nhìn, và góc nhìn của họ nhiều khi ở vị trí họ đứng ở lầu một thì họ nhìn thấy cái cuộc sống nó như ở lầu một. À, nhưng họ lên ở trên lầu hai họ nhìn cuộc sống nó rộng hơn, nó khác. Do đó mình không nói đúng nó sai, nhưng mà quan trọng góc nhìn của họ từ thời điểm. À, còn đây là tôi chia sẻ cho anh chị, nếu anh chị làm theo thì có khả năng cải thiện được cái giao dịch của anh chị, giúp chị hiệu quả kinh doanh tốt hơn. À, vì lâu về dài như vậy thôi, nếu anh chị thấy tốt hơn thì anh chị lại tiếp tục áp dụng, còn không thì thôi ha. Đó là chia sẻ quan trọng là như vậy. Còn nếu anh chị muốn mong muốn thì anh chị cải tiến hoặc chuyện gì đó, và cái điều mong mỏi tôi chia sẻ anh chị nhất là tôi không muốn cho những ai mà có trị giá quá lớn với thị trường này. Trong thị trường này đôi lúc chúng ta phải thất bại thì lần đầu để chúng ta rút kinh nghiệm, và cái chia sẻ tôi giúp cho anh chị nó thiệt hại ít nhất, nó ngắn nhất để anh chị có thể thành công được. Đó đó đều là điều vô cùng quan trọng. Ai trong thị trường này cũng được, ai muốn nói gì cũng được, ai muốn nói giỏi hơn tôi cũng được, tôi không thích hết được, tại vì tôi đâu có cơ sở để mà tôi khẳng định họ. Còn nếu họ thấy rằng là họ muốn chứng tỏ họ giỏi hơn tôi trên có giấy tờ trên trên những cái đấu trường quốc tế thì đi vô trung gia thi đi, đúng không? Thì bây giờ vô cấp cho mình ship thi đó, rất tuyệt vời, đâu có ai cấm cản đâu. Vô thi đi, thông báo cho mọi người là tôi nè, ông Nguyễn Văn A, hôm nay tôi sẽ là tham gia thi vào quốc cấp cho mình ship, đúng chưa? Không chắc chắn gì đâu, hoan nghênh lên là mình để cho cái gì, để cho mọi người đều thấy ha, cho cả tất cả mọi người Việt Nam đều thấy. Giống như hồi lúc tôi tham gia cuộc thi, tôi thi tôi công bố cho mọi người biết là tôi thi vậy thôi. À, cuối cùng khi tôi đã cái gì trong quá trình tôi thi, ở đầu cái là họ cũng lên nói cho nó A, nó con dượng, con hưu, con mèo gì, con khỉ gì đó, tùm lum tà lá, chuyện nó bình thường. Cái đó là cái dở, và đối với cộng đồng trader chúng ta không có giỏi hơn. Đối với phương Tây ở chỗ đó, phương Tây là nó thấy ai giỏi là nó rất là ngưỡng mộ, để thứ nhất nó tới để nó học hỏi. Còn đối với chúng ta nhiều khi làm được quay qua phá chuyện nó cái dở ha. Anh chị ha, rồi giờ thì chúng ta vừa nói một cái đề tài ngày hôm nay là làm sao xây dựng cái dịch, cái kỹ năng dịch chúng ta nó tự tin hơn đó. Thì tôi sẽ chia sẻ chị xong những cái công cụ cần thiết. Chúng ta đầu tiên chúng ta phải có được cái điều dịch, chúng ta chia sẻ 10 mô hình đó rồi. Thứ hai, tính khối lượng dịch, anh chị xem lại trong cái bài buổi trước. Và cái thứ ba đó, chúng ta tính khối lượng dịch, anh duy trì trạng thái đó. Đó là những cái mà chúng ta sẽ kết hợp, và anh chị cứ làm đi làm lại đi, anh chị sẽ có được cái lòng tin. À, lòng tin đó anh chị dịch thì lúc này nó lì lắm, anh chị sẽ lì lên, ai nói gì nói mặc kệ họ, anh chị dịch theo đúng bài bản như thế này. À, nó sẽ giúp cho anh chị có lòng tin nhiều hơn. Lúc đó anh chị hình dung cái gì anh chị làm mà nó có lòng tin thì anh chị đâu sợ thất bại đâu, đúng chưa? À, mà anh chị sẽ có thấy một điều là trong quá trình dịch mà nó thường thông thường là mình cắt lệnh xong rồi thường thường nó quay lại lại đúng như những xu hướng mà những mình dự đoán từ ban đầu. À, cái đó là cái tâm lý thôi, tâm lý rồi mà kiên nhẫn thôi. Mà muốn kiên nhẫn được thì bằng cách tự tin cho nó, được chưa? Rồi cái chương trình của chúng ta chắc tạm thời chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Để trước khi dừng lại thì tôi xem nó coi có một số anh chị nào có cái thắc mắc về câu hỏi ha. À, thì chúng ta để tôi chúng ta sẽ trao đổi. Rồi, đặc biệt là những bạn ở trên Zoom thì anh chị và các bạn hãy lưu ý là tôi cũng chia sẻ đồng thời cái video này ở trên YouTube, và anh chị có thể hoặc là Facebook, anh chị có thể lên đó anh chị xem lại trong cái video này. À, đặc biệt là cái chương trình của chúng ta được tài trợ từ một cái sàn dịch đó là Amega ha, thì anh chị cũng thấy được cái logo Amega sau lưng tôi rồi đó. Anh chị có thể từ đây và anh chị có thể tìm hiểu vô, thì chúng tôi cũng có những cái chương trình chia sẻ giúp cho anh chị em thời gian tới. Thì đặc biệt Amega cũng có những cái chương trình thi cũng khá là thú vị, anh chị có thể tham gia để mà đạt được những cái giải thưởng khá lớn. Chúng ta không cần phải nạp tiền nhiều mà chúng ta có thể thi được. À, thì được chúng ta có thể giao dịch và chúng ta đặt thưởng được cái mức thưởng đối với anh chị live xem cái livestream của tôi. Anh chị khi mở tài khoản thì anh chị có thể được cặn tới 150 đô để giao dịch, và lợi nhuận bao nhiêu anh chị được nhận hết. Thì tôi sẽ sau cái video này ha, và trong vòng một vài tới thì tôi sẽ gửi cái đường link và gửi về những cái thông báo chi tiết về cái Amega, và anh chị có thể lên đó tìm hiểu, để anh chị có thể là mở tài khoản và anh chị xác nhận, để thứ nhất là đủ điều kiện làm cái điều đó. Thì để có thể mở cái tài khoản bên Amega thì nó cũng rất là đơn giản. Anh chị vào trong website này, đúng không? Website đây, website tôi rồi. À, anh chị vào trong cái website là đầu tư tại nhà.com á. Đó, bên đầu nó có cái này, chương trình thân Amega nè. À, anh chị có thể là vào đây anh chị click vào cái banner này. Đó, để anh chị đăng ký thì anh chị sẽ được tham gia vào cái chương trình mà của bên Amega. Thì trong đây là nó có nhiều cái giải thưởng khá là tốt, khá là kích thích cho anh chị. Ở đây thì trên đây nó sẽ có giải thưởng, nó chỉ có 133 đô thôi. Nhưng mà anh chị thí dụ như anh chị nếu muốn được có nhận được giải thưởng tới 150 đô thì anh chị sẽ theo dõi video này. À, rồi có gì anh chị thể liên lạc với chúng tôi. À, anh chị có thể thắc mắc thì anh chị thể vào trong website là hoàngngocsơn.com.
để anh chị gửi cái yêu cầu thắc mắc. Thì sau đó chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật, đặc biệt là trong cái video này, trong phần mô tả của video này tôi sẽ gửi những thông tin cần thiết ở trước cái đường link ở phần mô tả đó, để anh chị biết được là tham gia chương trình thì nhận được những cái giải thưởng gì khá lớn như thế nào nha. Rồi tạm thời chương trình chúng ta dừng lại, và mọi thắc mắc anh chị yêu cầu anh chị có thể gửi lại trong cái lưu ghi lại.